Bấm ngay vào link bio ở phía dưới phần mô tả hoặc là phần ghim comment để tới với ngay các dịch vụ về game như Liên Quân, Free Fire, Blockfruit cũng như là tất cả thông tin về mình nha. Hello tất cả anh em, lại là mình Tùng Thùng Đen Thui Lui đây. Hôm nay mình và anh em tiếp tục xem clip chiều chiều view về Liên Quân trên top top. Cực hay, cực đỉnh luôn. Nhưng mà trước khi tới với clip á, thì cho mình hỏi anh em một cái, là ở đây có anh em nào thích chơi cầu lông không? Đó, đánh cầu lông nè, đó. Chơi game đả đời xong ra đi đánh cầu lông. Có anh em nào không? Thì hiện tại á, mình đang có một kênh là Tổng Thống Sport. Tổng Thống Sport. Đó, anh em thấy chưa? Thì cái kênh này mình sẽ chuyên đăng nội dung về cầu lông nha mọi người ơi, cũng như là rất nhiều thử thách luôn. Đó, anh em lên xem thì anh em có thể biết anh em yêu quý mình á, thì anh em ủng hộ cho mình một đăng ký kênh nha mọi người ơi. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì let's go. Tây Môn Khánh. Ai bằng ơi, hãy xem Tây Môn Khánh làm gì đây nè. Một pha ulti mẹ gà kiều. Bái phục, bái phục. Chát gì nha, tỉnh chát gì nha, ông cóc. Bắn chung với tỉnh chát gì ông cóc. Bắn lung. Mỏi. Ôi giời ơi, ngọt thế nha. Nghỉ. Uầy, Lý mà nó cao được hai thằng đi, đám phải gọi là cực khủng. Có nồi đài kìa. Bộ đôi gọi là bách đó à? สุภาพบุรุษที่ดีต้องมีปืนที่เยี่ยมยอด. Còn mình là nó bút sức mạnh kinh khủng vậy hả? Úi trời ơi. Nhưng mà áo 2 cấp nha. Áo 2 cấp đổ ra thấy hơi ảo quá nha. Đó, thấy chưa? Áo 2 cấp đổ bản thẩm nó đúng rồi. Kiểu như là áo đồ quá nhiều. Trời ơi, 60 đồng. Florentino như một trò đùa.
khó chịu vô cùng. Uầy, nó bầm 2, nó cao phát 1, anh em hiểu không? Rồi, xong, có nồi tài. Hay là phá thủ nha, đẳng cấp á. Tính ra cái con lau reo nó bị ngủ không khắc chế phết anh em nhờ. Triple kill. Ôi phá đỏ có khi nào lình bắn chết không nha. Tài đu dây. Một giây. Má ghế vậy, chạy ghế vậy. Đỉnh vậy. Ui. Chạy hết cái map luôn. Hay. Vẫn chưa hết à? Cô gái này là hoa khôi vườn trường, chỉ cần hất nhẹ tóc cũng khiến các nam sinh điêu đứng, đến nữ sinh trông thấy cũng phải điên cuồng gào thét. Sina không những xinh đẹp, còn là cô gái có khí chất ngút ngàn. Khi trông thấy bạn học bị vòi tiền, cô sẽ dũng cảm đứng ra hành hiệp trượng nghĩa. Lại bâng đẹp trai à. Sina còn là thực tập sinh đình đám của công ty giải trí. Chơi game còn hay. Có một anh bạn trai đẹp trai nhất trường. Lại còn đẹp trai nữa thì. Enzo có set lớp chưa? Enzo có set lớp chưa? Ông và già tao lo, o và rồng tao lo. Tôi chấm điểm nhanh các bộ đôi trong liên quân. Đầu tiên là Elsu và Gildu. Hai con tướng này đi chung với nhau thì xác suất mà Elsu bắn chúng sẽ được tăng lên rất nhiều. Gildu lên phép nữa thì thằng AD bên kia khỏi chơi game. Bộ đôi siêu cấp cấu gì à? Tôi cho 9 điểm. Tiếp theo là Nazot và Aza. Bộ đôi mang khá nhiều tai tiếng với việc sóc vàng bỏ AD theo set lớp. Nhưng cũng không thể phủ nhận được sức mạnh của bộ đôi này. Khi kết hợp với nhau thì khả năng bay nhảy của Na cộng thêm sự khó chịu của sóc vàng thì team bạn cũng sẽ gặp rất nhiều. Nhưng mà anh em phải hiểu cái giáo án này thì tém phải biết ôm. Với lại đợi ná đủ đô lúc đó mới mở giao tranh một cái win luôn. Giống như tém mình vô địch đào tạo siêu sao vậy đó. Khó khăn, bộ đôi set lớp, tôi cho 9 điểm còn thằng AD cho 0 điểm. Cuối cùng là Triệu Vân và Bizan. Ôi, hai con này nhìn giống nhau thế nhờ, toàn kỳ sĩ tần thế nhưng mà nhìn y hệt nhau luôn á. Bộ đôi hủy diệt set lớp. Bộ đôi hủy diệt set lớp, đó cho 10 điểm. Ngã
mà vẽ ra nổi giận. Ôi trời 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 trời. Này thì vẽ ra. Mà nằm xuống rồi mà vẫn còn thả tím được nữa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Chúng ta phải bắt á. Có khi nào lính bắn chết không vậy? Ủa, bà lo hả? Gì đây? Ai rú bất lực à? Gì đây? Lâu ngày rồi mới xem rú bất lực lại. Ôi rồi, ôi. À, anh rau bạc. Dạ em rau bạc. Nó bạc chữ con chim. À, tô bò dính cứng ngắc à. Mày. À, à, tu len nè, tu, tu. Tu hú. Lại. Lại. Trời anh em ơi, mạng 99, hơi cam. Tu len kìa, kìa. Kìa. Trời. Hơi bị đau ấy. Hơi bị đau. Hơi bị đau. Ôi chui. Mày. Kê. Mày. Kamezoko. Phát súng đầu tiên. Kamezoko. Kame ha. Dễ thương. Sao không bắn đi? Ô còn lên hồi huyết này chứ. Hay nè. Mẹ đấy, cứu chúng thằng AD ngu. Ô, bị đổi thọ bài mau à? Pikachu. Oh no. Chơi nó. Tao là tao vô. Pháp sư Trung Hoa. Ôi ơi. Zigzag. Zigzag. Ôi về đi. Trời đang nó lên rồi. Giêm giùm tôi, Quái ơi. Ở đây. Ôi gọi vô lớp rồi. Dòng của gì? Ủa đi đâu? Dòng của chân Đức Bò à? Ủa đi đâu đấy? Con đi một đi. Thôi coi ơi, con bé không đủ bạc chợ luôn. Nắng mới coi. Thôi anh nắng luôn rồi. Thôi đã gắt thông bố rồi. Win rồi. Yeah. Nghĩ sao vậy? Ba má anh nuôi anh ăn học đầy đủ, lớn lên cao gáo đẹp trai, hỏi ước. Ôi. Nhìn đẹp gái thế nhờ, đổi cái nón này vô nhìn sắc nét phết ấy. Mà anh làm gì? Nhằm nhắn nhò. Dễ thương. Bạn này múa hay nè. Nhìn cái cách múa là biết bạn này múa hay rồi. Múa mượt vãi chưởng. 901. Rồi. Ở đây có anh em nào mà xem highlight của Florentino xong á, cầm điện thoại lên đúng không? Vào tập múa các kiểu con đà điểu xong rồi tự hứa với lòng mình. Mình sẽ là một best Florentino. Nhưng mà chơi đâu đó được 2-3 trận thì thấy thì chắc con này không hợp với mình đâu. Là giống mình nha. Mình cũng vậy đó.
cách đây cũng vài năm rồi, cho tới bây giờ thì vẫn chưa thành công. Đây là anh bạn Grac hôm nay muốn tham gia hội diêm châu phi 69 Pro Max của chúng tôi. Do bị bạn gái bỏ lên anh ý đã quá buồn và ăn nhiều đến mức trái đất đã nặng thêm 5 cân. Vậy thì hôm nay tôi cùng các bạn sẽ theo dõi quá trình chúng tôi giúp anh ý giảm cân nha. Ban đầu do cơ thể của anh rất khó di chuyển nên chúng tôi đã cho anh ý tập aerobic tại chỗ làm nóng cơ thể và giúp cơ thể làm quen với việc vận động. Sau khi tập xong tôi đã cho anh ý chạy bộ tiếp để tăng phần động lực cho Grac. Tôi đã buộc miệng phô mai lên cho anh ý chạy nhanh hơn. Tập xong cùng đến giờ giải lao thành phần ăn của anh ý hôm nay là toàn rau vì muốn giảm nhanh lên chỉ ăn rau với uống nước thôi. Kết thúc sau một buổi tập mệt mỏi chúng tôi đã bảo người massage cho anh ý để cho những bó cơ bắp trên người được thoải mái sau khi hoạt động nhiều. Và đây là thành quả sau một năm Grac tham gia hội diêm châu phi của chúng tôi. Hiện tại anh đã sở hữu một body và người mơ ước. Hiện tại anh đã sở hữu 0% mỡ trên cơ thể, quả là một thành tựu đáng ngưỡng mộ anh em diêm châu phi mãi đình. Đây là gì? À thớt hoàng kim cốt. Này thì không về này. Này thì không về này. Này. Flare Florentino trong tay của Khánh múa Flore 2K10. Một trong những người chơi Florentino phải gọi là top 1 trẻ ở Việt Nam. Phải gọi là mùa cháy máy với con tay Florentino. Cứ bông hoa bông hùng lao ra là anh nhạch hết anh mùa. Anh này mùa tan xa thế rồi anh đem bàn. Và đó là Florentino Khánh mùa vỡ lò 2010 2K10. Ghê chưa. Bông hoa bông hùng phải gọi là cực gắt. Florentino trong tay của Khánh múa phở lâu 2K10 mà có thêm con Asa leo đầu phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời. Còn đây là ai? Đây là TikTok Grac Hà Nội. Mẹ. Ôi rồi anh Grac Hà Nội đã cho Grissi chạy về nhà mẹ mẹ luôn. Grissi đã bảo là đừng dầm lên cỏ và hoa nhưng mà anh này vẫn quyết định dầm lên cỏ và hoa và đây là cái kết. Anh này nhìn thấy Lý Mặt Trời, anh này đấm đá Lý Mặt Trời lên bảng điểm số. Anh này lại tiếp tục dầm lên cỏ và hoa rồi mọi người ơi. Còn đây là Lorion. Ui dồi ôi, hay quá, anh này in xét tông biến các kiểu của ta điều. Lướt trên con sóng. Huy chơi nè. Ừ anh em ơi, mình đang có một cái thắc mắc. Con này là con ná cà rốt hay là con nắc cà rốt? Ủa trời, mà cái này nó giật anh em à. Anh em, con này là con ná cà rốt hay con nắc cà rốt? Mình hay gọi là ná cà rốt, nhưng mà lâu lâu mình cũng gọi là nắc cà rốt. Nói chung là cũng không biết luôn á. Nà khọt, đã đúng rồi. Lúc trước anh em hay xem highlight thì anh em sẽ biết nà khọt dịch chặt, nà khọt dịch chặt. Đó. Và đây là nà khọt dịch chặt trong tay của Huy chơi nà khọt. Nà khọt. Cái này là máy lag quá. FPS 13 này, FPS 7 này. Anh em chơi game FPS càng tụt đó thì anh em sẽ không chơi được. Giống như bản này đây, FPS 60 nhưng mà vô combat nó giảm còn 34 FPS. Đó, nó đang tụt dần dần này. Mẹ
Mà vậy mà bạn chơi được là giỏi đấy. Còn đây là ai? Hanser Nakhot Jijak. Tông đổi pha đỏ làm hết rồi. Nakhot Jijak. Hanser Na có một cái rất là hay. Lần nãy chiếu rất hay mọi người, rất là bình tĩnh trong những pha xử lý luôn. Em để ý khi nào mà lời chiếu thì Han mới chơi này, ví dụ nhá. Cấu chiếu trước khi đánh, đó thấy không, toàn chạy không à. Đó, bây giờ lời chiếu này quất này, 2 10 điểm ấy. Anh em nên học hỏi nhá. Những con tướng mà gọi là ảo diệu, gọi là di chuyển như thế này thì anh em cứ cấu chiếu trước cái đã. Chưa đăng ký kênh Tông Thông Sport thì nhớ đăng ký ủng hộ mình nha mọi người. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Sắp tới thì mình sẽ có nhiều kèo giao lưu với anh em á. Và cũng đừng quên là like cái clip này ủng hộ mình nha.